nhỏ, khi em 10 tuổi thì em bắt đầu thi theo gia đình đi nghề ghe, đi bơm cát. Đi ghe thì nói chung là cực lắm. Em tên là Lê Thị Ngọc Huyền, em đến từ Mỹ Khánh. Ở nhà em ở Mỹ Khánh, nhưng ở trong một cái làng nhỏ, vô một con sông nhỏ. Văn hóa của người Mỹ Khánh thì nói chung cũng giản dị. Ở Mỹ Khánh, điều tự hào của em là mọi người nông dân ở đó đều chất phác, thiệt thà và hiền lành. Như người ở Cần Thơ, ở trong quê như mấy tụi em thì sống bằng nghề xông nước. Hồi nhỏ thì em ước mơ được đi học thì được làm cô giáo. Em cũng không có học nhiều nên em không ước mơ xa, chỉ nghĩ là làm tiếp gia đình. Ở những xóm ai cắt nhà đó rồi liên hệ với gia đình em, rồi gia đình em lấy cát rồi bơm lên nền nhà. Còn mấy chiếc nữa bên tới con? 4 chiếc nữa. Ghe này thì đi là mỗi ngày mình đi lấy cát được, ra lấy liền thì mình đi mỗi ngày được 1 chuyến gì đó, mình ra lấy cát mình bơm. Và như cát khó lấy như bây giờ thì có thể 2-3 ngày mới được một lần bơm vậy chị. Đây thường mình đi lấy cát xong thì nếu như nước mà không thuận thì mình có thể là đậu mình chờ khi nước gồng xong thì mình chạy về trong Mỹ Khánh. Cá ngừ đó nhiêu ký vậy chị? Cá ngừ đó 25 ngàn. Ăn cá ngừ bởi vô coi à. Sinh hoạt của em bình thường ở trên thuyền là như em ra ngoài sông em chỉ nấu cơm đồ cho mấy anh ăn, rồi chờ khi lấy cát thì bơ xong rồi chạy vô rồi em có thể lái tiếp mấy anh. Tình cảm của mấy anh em nói chung là rất thương nhau và hòa đồng khi làm công việc. Em thấy rất là vui tại vì được làm tiếp gia đình.